dân báo tin giúp bắt được Triệu quân sự, sau lại thưởng nóng công an, quân đội. TTO trưa 19 tháng 6, Công an thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam phối hợp lực lượng quân sự của quân khu 5 đã hoàn tất các thủ tục và bàn giao Triệu quân sự, 29 tuổi, chú huyện Đại Từ, Thái Nguyên cho quân khu 5. Thượng tá Phạm Trường Sơn, trưởng Công an thành phố Tam Kỳ cho biết sau khi bàn giao, lực lượng Công an thành phố Tam Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng trong việc điều tra vụ việc. Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, khoảng 20 giờ ngày 18 tháng 6, Công an thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam cùng Công an phường An Mỹ đã phát hiện và bắt giữ tại quán Internet HT, đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ. Theo Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó trưởng Công an thành phố Tam Kỳ, sau khi trốn khỏi trại giam T10 quân khu 5, Quảng Ngãi, Sự đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản gồm 1 xe mô tô, 3 điện thoại và tiền mặt khoảng 6 triệu đồng. Sáng 19 tháng 6, ông Lê Chí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng đã thưởng nóng cho lực lượng công an, quân sự sau vụ việc bắt được Triệu quân sự. Nhiều bạn đọc thắc mắc chuyện bắt được Triệu quân sự cũng có một phần từ việc báo tin của quần chúng nhân dân, sao không khen thưởng người dân đã báo tin. Trả lời câu hỏi này, ông Lê Chí Thanh cho biết trong buổi thưởng nóng sáng nay, ông cũng có tuyên dương việc triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, lực lượng công an đã kịp thời triển khai lực lượng để bắt giữ Triệu quân sự. Còn việc khen thưởng cho người dân là chắc chắn có và tỉnh sẽ giao cho thành phố Tam Kỳ, Công an thành phố Tam Kỳ thực hiện nhưng không công bố để giữ an toàn cho người dân, đây là quy định. Trưa cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Quang, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ, cho biết cùng ngày Công an thành phố Tam Kỳ đã khen thưởng cho người tố giác tội phạm và đang làm hồ sơ trình Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen. Do phải bảo vệ người tố giác tội phạm nên không nêu cụ thể, ông Quang nói,